chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Gương mặt quen thân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba gương mặt mới đến từ nhóm 1, 2 và 3. Và để xem đó là những ai thì xin mời các bạn cùng theo chân Thanh Ngọc nhé. Đi thôi. Chào Trung. Dạ, chào chị. Em đang làm gì vậy? Dạ, em đang đọc sách. Vậy thì bây giờ em có thể giới thiệu lại một sơ qua về tên họ đầy đủ của em. Em sinh năm bao nhiêu và em đang làm gì không? Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thành Trung. Em sinh năm 97 và em đang là sinh viên thần học tại trường Vinsan. Em đang học thần học. Thì em học khoảng bao nhiêu năm nữa là em sẽ tốt nghiệp? Theo lịch của em là 4 năm nhưng không biết là khi nào em học mới xong. Vậy thì em đã ở Sài Gòn được bao nhiêu năm rồi? Em lên Sài Gòn được 2 năm. Và em nhóm Khánh Hội được bao nhiêu năm rồi? Dạ, khoảng hơn 1 năm. Và lý do gì em đến nhóm với ban thanh niên Khánh Hội? Em được anh Thiên Lộc rủ đi nhóm Khánh Hội cho biết và nhóm luôn. Vậy thì bạn của Thiên Lộc, vậy thì có cùng quê với Thiên Lộc không? Dạ có. Quê Phú Yên đúng không? Dạ. Vậy thì khi mà em lên nhóm với ban thanh niên Khánh Hội rồi thì em có thấy là khác biệt gì giữa ban thanh niên Khánh Hội và ban thanh niên ở ngoài quê không? Dạ có. Ví dụ như khi nhóm ở quê là chỉ nghe giọng Phú Yên thôi, mà vô trong ban thanh niên Khánh Hội nhóm thì nghe được tiếng của nhiều vùng miền khác nhau. Thì ngoài Thiên Lộc ra thì em có còn thân với ai không và thường hay chia sẻ tâm sự với ai không? Năm đầu tiên em nhóm thì chị Ngân. Chị Ngân là người hay quan tâm em, hay nhắn tin em, rủ rê em đi nhóm. Nhưng mà từ khi chị Thi lên làm nhóm trưởng thì bắt đầu là tới lượt chị Thi. Và khi đi tham gia đá banh thì thân với lại anh Phước Trường, anh Vĩ và anh Thiện. Em nhóm ở ban thanh niên Khánh Hội hơn 1 năm rồi, thì em có bạn gái hay chưa, hay là em đang để ý đến ai không? Dạ chưa. Chưa? Chưa. Thiệt không? Vậy thì em có mẫu người lý tưởng tưởng cho mình không? Em thích người con gái nhỏ con, khuôn mặt thì dễ thương, dễ coi một xíu, rồi tóc thì miễn có là được. Yêu mến Chúa trước, sau đó là tính tình thì hiền lành, đừng có hung dữ quá, hay là ok. Chào Thiên Ngân. Dạ, chào chị. Em đang làm gì vậy? Dạ, em đang chăm sóc cây. Chăm sóc cây hả? Vậy thì ngoài cái sở thích mà chăm sóc cây thì em có còn cái sở thích nào nữa không? Chơi game và nuôi mèo. Chơi game và nuôi mèo và trồng cây. Đầu tiên thì em giới thiệu lại tên tuổi của em và hiện tại em đang làm nghề gì cho mọi người biết được không? Tên em là Vũ Hoàng Thiên Ân. Năm nay em sinh năm 93. Hiện tại là em đang làm nhân viên ở quán cà phê. Đó là khoảng một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó em sẽ đổi công việc khác. Em muốn tìm một công việc như thế nào sắp tới? Chắc lẽ là chở hàng. Công việc chở hàng hả? Dạ. Nó phù hợp với em hả? Dạ. Em mới tham gia vào ban thanh niên Khánh Hội nhưng mà em có tham gia vào các hoạt động của ban thanh niên không? Dạ, hiện tại thì em đang hoạt động trong nhóm tuyên trợ, trong công việc là chở cụ. Em chở cụ về sau giờ nhóm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà cụ thì có xa với lại hội thánh không, và em có gặp khó khăn gì trong cái việc đưa cụ về nhà không? Cũng khó khăn thì cũng đôi lúc xảy ra khó khăn, nhiều lúc mà xe hư thì đi chở cụ đi lại thì cũng hơi tốn thời gian, là đi lên đi lại cũng nửa tiếng. Thường thì trước khi đi trại thì em có suy nghĩ và có chuẩn bị gì cho mình không? Tất nhiên là điều quan trọng nhất đó chính là tấm lòng. Và thứ hai là dụng cụ để đi. Hôm nay á là thanh niên mình sẽ đi Đà Lạt cho nên là em phải nhớ là đem thật là nhiều áo ấm giờ. Dạ. để lên đó không có bị lạnh ha. Bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ, nãy em năm nay vừa đúng 24 tuổi. 24 tuổi thì em có bạn gái chưa? Dạ chưa. Chưa có bạn gái. Thì mẫu người bạn gái lý tưởng mà em mong muốn là gì? Em dạ, có không? Một cô gái năng động, cởi mở. Dạ chào chị. Ủa, em đang làm gì vậy? Em đang cắm hoa hả? Dạ em đang cắm hoa. Wow, cắm hoa đẹp quá. Em mới tập cắm á chị. Sao chị đi với ai vậy? Chị đi với nguyên một ekip bên kia rồi, nhưng mà ngồi bên kia rồi không có được vô hình. Wow, cắm đẹp quá. Ráng chị có học cắm đi, rồi mai mốt thanh niên mình có cái event gì đó thì cắm hoa ra thanh niên nha. Thì trước tiên thì em giới thiệu
sơ qua về tên, cũng biết mà bây giờ em đang làm gì. Dạ, em tên là Lê Thị Hồng Phụng, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang học ngôn ngữ Anh của trường Xã hội Nhân văn, nhưng mà hệ vừa học vừa làm, học bên cơ sở trường Cao Thắng. Bình thường thì em cũng có làm thêm buổi sáng, làm phụ bên quận 7, quán ăn. Chiều buổi chiều hả? Dạ đúng rồi. Rồi, Phụng ơi, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An, cũng gần đây. Em phải có về quê không em? Dạ, khoảng một tháng hoặc hơn thì em về dưới. Thì gia đình em có bao nhiêu người? Dạ, có 7 người, ba mẹ em với lại 5 anh chị em. 5 anh chị em? Thì... em là em quán, con quán. Dạ, em là con út gia đình. À, con út. Là chắc là anh chị của mình cũng lớn hết rồi đúng không em? Dạ, có gia đình hết rồi. Gia đình của em có mọi người có tin Chúa hết không? Dạ không, chỉ có một mình em tin Chúa. Gia đình chị Phụng Tiên á. Chị Phụng Tiên. Không phải là mình luôn. Dạ. Nếu mà em tin Chúa mình thì có khó khăn gì không? Dạ, ban đầu thì mẹ em cũng thắc mắc, cũng hỏi tại sao lại tin Chúa như vậy. Thì em cũng có giải thích là Chúa là đấng đã tạo ra mình. Rồi nếu mà mình ăn năn tội quay về với Chúa thì Chúa sẽ cứu rỗi mình, thoát khỏi những tội lỗi mà mình mắc phải. Chương trình thử thách khách mời bằng một trò chơi. Thì hiện tại Ngọc có 4 bài hát ở đây và Ngọc sẽ hát bài hát đó lên và dừng ở một địa điểm bất kỳ. Thì nhiệm vụ của các bạn là phải hát tiếp đoạn tiếp theo của bài hát đó. Các bạn hiểu không? Rồi chúng ta cùng bắt đầu ha. Bài hát đầu tiên. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính cứu Chúa tôi. Cứu Chúa lạ lùng muôn muôn đời. Các bạn nào biết không? Xin mời bạn Trung. Chúa hôm đã thiên kia đêm hồn lên tôi yêu dấu. Đúng rồi, cảm ơn Trung. Trung có biết bài hát này là bài gì không? Em nhớ nếu không nhầm là nơi nương náu vững bền không mà. Chưa đúng, bài này là bài lòng mừng vui có Chúa, dựa vào chính Chúa Giêsu, Ngài ban sự sống luôn tràn đầy tâm giao. Các bạn nào biết không? Rồi mình phục nha. Tâm giao với Giêsu để xin Cha Ngài sơn giấc. Bạn có biết bài hát này là bài gì không? Đây là bài tâm giao với Giêsu. Bài này là bài hát chủ đề của ban thanh niên mình năm nay các bạn. Bài này cũng là một bài rất là quen. Giêsu, Ngài vẫn yêu. Ôi tình yêu thương bao nhiêu của Chúa đã cứu tôi này. Lòng tôi tôn cao danh Giêsu. Ok. Mọi người sẽ đoán được bài cuối cùng này nha. Bài này cũng dễ lắm. Bài này quen lắm. Cửa lò tiếp rước con trời, bầu trời vạn vật hòa thi, bầu trời vạn vật hòa thi.
trời đất xuống ca kinh khen vua mình. Kỳ trại hè sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9 tại thành phố Sương Mù, Đà Lạt các bạn nhé. Chủ đề trại năm nay là tầm thường hay là phi thường. Diễn giả là cô Diệp, chú Trí và mục sư Việt Anh. Các bạn sẽ được tham gia chạy chung với các bạn ở Hội Thánh Tân Xuân và Đà Lạt. Các bạn nhớ đăng ký tham gia nhé. Còn một chương trình đặc biệt nữa đó là chương trình Lời Yêu Thương. Các bạn đừng quên ghi những lời yêu thương dành cho những người bạn, những người thân trong gia đình của mình nhé. Và bây giờ chương trình Gương Mặt Quen Thân ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số sau.